Hôm nay là trời rất là rét, mưa phùn gió bấc đấy, mà chị đã không ngại khó khăn, chị đã vượt mấy chục cây số, chị lên tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám. Chợ rau Liên Châu. Chợ rau Liên Châu à? Liên Châu. Wow. Đại tự Liên Châu đấy. Wow. Hỏi chợ rau là nhà đến nơi. Và chị Phượng ở chợ rau Liên Châu. Và thế Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại là 10 giờ của ngày mùng 5 tháng 10 năm 2020 thì em rất hân hạnh được đón chị Phượng ở đây. Vâng. Ở Vĩnh Phúc, ở chợ rau Liên Phương Vĩnh Phúc về để quý duyệt bộ sản phẩm, đó là bộ sập thờ chân 18 đục mẫu mai đẻo chất liệu gỗ mít ta đây. Rất là đẹp các nhé. Mẫu là mẫu mai đẻo gồm bàn cơ. Rồi, cái hình ảnh quý vị đây là chị Phượng ở chợ rau ở chợ Liên Phương Vĩnh Phúc. Chợ rau Liên Châu. Vâng, chợ rau Liên Châu. Chất liệu gỗ mít ta các bác. Các bác nào mà có nhu cầu sở hữu bộ sập thờ như của chị Phượng ở chợ rau Liên Châu Vĩnh Phúc này thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở là chuyên sản xuất đồ thờ này. Mẫu mã rất đẹp, và chị Phượng là một khách hàng ở tận chợ rau Liên Châu Vĩnh Phúc này. Và chị đã lên tận cơ sở để chị ký duyệt bộ sản phẩm, đó là bộ sập thờ mẫu mai đẻo bằng chất liệu gỗ mít ta 100%. Hôm nay là trời rất là rét, mưa phùn gió bấc đấy, mà chị đã không ngại khó khăn, chị đã vượt mấy chục cây số, chị lên tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám để chị ký duyệt của sập thờ đây. Còn cái hình ảnh quý vị nhìn đây là chị Phượng nhé. Mẫu mã rất là đẹp của loại mít ta 100%. Chị đã về tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nghe em ạ. Rất chia đẹp. Và đi cùng chị là có một bạn chị nữa, và cũng là tại rất chia đẹp. Và rất cảm ơn chị Phượng nhé, và đã tin tưởng và đến tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám em để sắm đồ. Vâng, xin thân cảm ơn chị. Vâng ạ, chào chị ạ.